Thưa quý vị, mới đây, các nhà khoa học từ Đại học British Columbia ở Canada và Đại học Copenhagen ở Đan Mạch khi làm việc cùng nhau đã vô tình tạo ra một loại protein từ virus sốt có khả năng tìm và tiêu diệt tới 90% tế bào của tất cả các loại ung thư. Phát hiện này được coi như một bước tiến mới trong cộng đồng y khoa thế giới. bằng việc kết hợp giữa protein có trong virus sốt z cùng độc tố của chúng các khoa học gia đã tạo ra một loại protein mới với khả năng tìm kiếm các tế bào ung thư và tiêu diệt chúng theo các chuyên gia nghiên cứu protein trong virus sốt sẽ tìm kiếm các phân tử carbon hydrate có trong nhau thai thứ đảm bảo sự phát triển của bào thai tuy nhiên trong tế bào ung thư cũng có các phân tử carbon hydrate với chức năng tương tự giúp tế bào ung thư phát triển. Điều này có nghĩa nếu tiêu diệt được carbon hydrate, các tế bào ung thư cũng sẽ bị tiêu diệt. Trong các thử nghiệm mới nhất trên chuột và trên hàng ngàn tế bào ung thư, kết quả cho thấy thực sự đáng kinh ngạc. Virus sốt rét có thể tiêu diệt tới 90% tế bào của tất cả các loại ung thư. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho rằng vẫn chưa rõ phương pháp này có thể ứng dụng trên cơ thể người mà không để lại tác dụng phụ hay không. Hiện loại thuốc chữa ung thư này vẫn đang được thử nghiệm.